Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Hôm vừa rồi mình săn sale được một mũi hàn gốt hàng đã qua sử dụng, đi kèm với một mạch điều khiển. Mình dùng thử với adapter laptop 16V thấy khá ổn. Mũi hàn này nóng lên rất nhanh và điều quan trọng là dù đã cũ, nó vẫn bám thiết tốt, hàn cực kỳ mượt mà. Về cấu tạo, mũi hàn này có 4 tiếp điểm. 2 tiếp điểm bên trên là chân cộng và trừ của sensor nhiệt. 2 tiếp điểm bên dưới là chân cấp nguồn cho sợi đốt của mũi hàn. Mạch điều khiển này được chủ shop tự phát triển. Mình thấy trên đó có sử dụng OALM393 và theo phán đoán của mình nó có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu từ sensor nhiệt, so sánh tín hiệu này với điện áp trên biến trở, từ đó điều khiển MOSFET để đóng ngắt nguồn cấp cho sợi đốt. Nổi hứng DIY thì mình muốn nâng cấp cái mạch này để hiển thị nhiệt độ cho trực quan, điều khiển chính xác nhiệt độ trên mũi hàn bằng thuật toán PID thay vì sử dụng cách điều khiển đóng ngắt bằng OA như hiện tại. Mình sẽ chia sẻ toàn bộ quá trình DIY cái chạm hàn này, mong anh em theo dõi và để lại comment góp ý nhé. Ban đầu mình lựa chọn ESP32 cho bộ vi điều khiển vì nó có nhiều tài nguyên. Tuy nhiên khi bắt tay vào làm, mình phát hiện giá trị ADC mà ESP32 đọc được không ổn định, nhảy tùm lum dù đã thử qua một số bộ lọc. Vì vậy mình quyết định chuyển sang dùng Arduino Mini chip ATmega 328P. Tiếp theo là lựa chọn màn hình. Mình chọn màn hình OLED 0.96 inch IPS. Tìm hiểu về cách thức để đo nhiệt độ từ cái tay hàn gốt này thì mình có hỏi qua chủ shop và được biết là tay hàn này sử dụng sensor cặp nhiệt điện. Sensor này sẽ tạo ra một điện áp nhỏ biến thiên theo nhiệt độ mà nó đo được từ mũi hàn. Để kiểm tra, mình đã cấp nguồn trực tiếp vào tay hàn và dùng voltmeter thang đo 2000mV. Kết quả là điện áp tăng dần theo nhiệt độ của mũi hàn nhưng khá là nhỏ. Vì vậy cần sử dụng một OA để khuếch đại tín hiệu này trước khi đưa vào ADC trên Arduino. Thiết kế bộ khuếch đại tín hiệu, mình sử dụng một bộ khuếch đại không đảo với LM393, tận dụng từ module cảm biến ánh sáng cũ. Mình tháo linh kiện và sửa lại đường mạch. Điện trở sử dụng ở đây là 200k và 2.2k cho hệ số khuếch đại gần 100 lần. Điều khiển sử dụng module Arduino Mini hiển thị nhiệt độ trên màn hình OLED giao tiếp qua chuẩn SPI. Để điều chỉnh nhiệt độ thì có hai nút nhấn tăng giảm set point. Để đọc tín hiệu từ sensor nhiệt sẽ được khuếch đại đưa vào qua bộ khuếch đại LM393. Đầu ra của bộ khuếch đại được nối vào chân A0 để Arduino đọc giá trị ADC. Để điều khiển nhiệt độ thì mình sẽ thiết kế một cái bộ điều khiển nhiệt độ PID để tính toán tín hiệu điều khiển. Module PWM sẽ đóng mở MOSFET dựa trên cái output từ bộ PID để cấp nguồn cho sợi đốt của mũi hàn. Arduino và bộ OA dùng điện áp 5V, vì vậy cần một mạch hạ áp từ nguồn chính để cấp nguồn cho chúng. Giờ thì cần phải lập trình cho bot Arduino nữa là xong. Cái này quả thực là khá đơn giản vì Arduino là một framework mở được cộng đồng phát triển rất mạnh với nhiều thư viện dễ xài. Đầu tiên cần cho con OLED này hiển thị. Các bác cài cho mình hai thư viện ADA Fruit giống như thế này. Khai báo thư viện và đối tượng TFT với các chân CF, RST, DC để điều khiển màn hình. Mình thử hiển thị số 1000 nhưng màn hình hiển thị trống trơn, không hiện gì hết. Sau một hồi kiểm tra cốt và đo đạc từng chân, mình mới phát hiện ra một vấn đề. Một dây jumper bị đứt. Đúng là chán đời với đồ từ shop Trung Quốc. Thay dây jumper khác, cuối cùng thì màn hình đã hiển thị. Nhưng mà cái font chữ mặc định này xấu quá nên mình đã tự thiết kế cái font số riêng. Mở Photoshop online, tạo một cái project với kích thước giống như màn hình của mình, đó là 160x80 pixel. Cái font chữ nào ưng ý, đầu tiên là tạo số 0 trước, tùy chỉnh cho cá tính một chút. Nhóm tất cả các layer liên quan vào folder và đặt tên bắt đầu là -e-. Làm tương tự với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau đó export từng layer ra file PNG. Đây là lý do mà mình đặt tên folder bắt đầu bằng chữ -e-, để khi mình export ấy, nó sẽ export ra các cái số riêng rẽ và theo cái đặt trước của mình là -e- như này. Bây giờ thì cần phải chuyển đổi các cái PNG này thành các mảng bitmap để có thể vẽ lên trên cái màn hình của mình. Các bạn vào trang image.cpp để chuyển nhé. Sau đó thì copy cái output vào trong Arduino để dùng. Chúng ta sẽ cần một đoạn mã để ánh xạ giữa số và ảnh bitmap này để hiển thị được. Sau đó sẽ cho hiển thị ảnh bitmap lên giống thế này. Sau khi hoàn thiện phần giao diện hiển thị, mình nảy ra một ý tưởng khá là hay ho: tăng giảm nhiệt độ
số hiển thị sẽ trượt lên hoặc trượt xuống thay vì đứng yên một chỗ. Ý tưởng này giúp cho giao diện trở nên sinh động và trực quan hơn. Nghĩ là làm, mình viết hai hàm để xử lý việc trượt nhiệt độ lên xuống dọc màn hình, nhìn cũng oách xoách. Hiển thị giờ để viết code để Arduino hiển thị giá trị ADC thu được trên màn hình OLED. Sau đó chúng ta sẽ đo và phân tích cái nhiệt độ này. Sử dụng đồng hồ đo nhiệt độ để đo trực tiếp nhiệt độ trên mũi hàn, quan sát giá trị ADC thu được từ Arduino. Vậy thì làm thế nào để chuyển đổi được cái giá trị ADC này thành nhiệt độ thực? Sau khi tìm hiểu, mình phát hiện ra một kỹ thuật thú vị gọi là hồi quy tuyến tính. Đây là một phương pháp phân tích mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Y là nhiệt độ và biến độc lập X giá trị ADC. Mô hình này sử dụng hàm tuyến tính bậc 1 có dạng Y bằng A nhân X cộng B, trong đó Y là nhiệt độ, X là giá trị ADC, AB là các hệ số cần tính toán dựa trên dữ liệu đo thực tế. Thu thập giá trị ADC và nhiệt độ, chúng ta sẽ thống kê vào cái bảng Excel để có được cái bảng dữ liệu như hình ảnh. Chỉ việc copy giá trị từng biến số, ở đây X là giá trị tương đương của ADC, Y là tương đương với giá trị nhiệt độ. Lựa chọn độ chính xác ở đây mình chọn là 2, rồi sau đó cho máy tính nó tính toán là xong. Sau khi có được cái hàm tuyến tính bậc 1 này, mình chuyển nó sang code để quy đổi giá trị ADC sang nhiệt độ. Vì bản chất giá trị ADC đọc từ sensor nó cũng không phải tuyến tính 100%, nên là giá trị chuyển đổi cũng chỉ ở mức tương đối. Theo quan sát của mình thì lệch cỡ 20 đến 30 độ tùy vào cái mức nhiệt. Thôi thì dùng tạm vì cũng không thể đo chính xác 100% được. Như mình thử với cái chạm hàn Haco 936 này thì nhiệt độ của nó cũng lệch nhiều ra phết. Để điều khiển nhiệt độ mũi hàn chính xác theo nhiệt độ đặt trước, chúng ta cần viết một bộ điều khiển PID. Nó gọi là bộ não của hệ thống. Và cái bộ não này thì may mắn là ở trong cái Arduino framework này nó đã có thư viện có sẵn rồi. Việc quan trọng tiếp theo là thiết lập các thông số PID sao cho bộ điều khiển hoạt động hiệu quả. Sau nhiều lần thử nghiệm, mình đã tìm được bộ thông số khá ưng ý. Anh em có thể tham khảo và tinh chỉnh thêm cho phù hợp với hệ thống của mình. Cấu hình cái đầu ra cho bộ PID thiết lập ở mức 8 bit với giá trị sẽ output từ 0 đến 255. Ở đầu vào, set point là nhiệt độ mục tiêu, input là nhiệt độ đo thực tế được từ sensor. Giá trị đầu ra output được sử dụng để điều khiển chân PWM thông qua hàm analog write. Bộ PID hoạt động rất là tốt. Khi nhiệt độ gần đạt tới set point, PID tự động giảm tín hiệu để tránh vượt quá nhiệt độ mục tiêu. Khi nhiệt độ thấp hơn set point, PID nhanh chóng tăng nhiệt tín hiệu để cấp nguồn cho sợi đốt. Nhờ có PID, hệ thống kiểm soát nhiệt độ chính xác và mượt mà hơn rất là nhiều. Anh em hãy thử áp dụng và cho mình biết kết quả nhé. Khi tăng hoặc giảm set point, cần thực hiện hai việc. Thứ nhất là dừng cấp nguồn cho sợi đốt bằng cách đóng MOSFET, tránh làm nóng vượt quá mức. Thứ hai là hiển thị set point trong một khoảng thời gian để người dùng biết là mình đang đặt nhiệt độ ở mức nào. Để cải thiện trải nghiệm, mình đã bổ sung thêm đoạn code để thực hiện nhiệm vụ này. Giá trị set point cũng cần được lưu trữ lại để khi bật lại hệ thống nó có thể tiếp tục hoạt động với cái giá trị cài đặt trước đó mà không cần phải điều chỉnh lại. Để làm được điều này, mình sử dụng thư viện EPROM lưu trữ set point. Khi người dùng điều chỉnh set point, giá trị này sẽ được ghi vào bộ nhớ EPROM của vi điều khiển. Đọc set point khi khởi động, mỗi lần hệ thống khởi động, giá trị set point sẽ được đọc từ EPROM và sử dụng làm nhiệt độ mục tiêu ban đầu. Nhờ tính năng lưu trữ và hiển thị set point này, việc sử dụng hệ thống trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Anh em không cần phải chỉnh hay điều chỉnh nhiệt độ mỗi khi khởi động, mọi thao tác đều mượt và tối ưu. Giờ thì đến lúc để test hệ thống xem sao. Mũi hàn nóng lên rất là nhanh, đạt đến nhiệt độ đã cài đặt. Ở mức cài đặt 200 độ, mình thấy hàn không được ăn, có vẻ nhiệt độ không đủ. Khi tăng lên mức nhiệt 280 đến 300 độ, trải nghiệm hàn đã tốt hơn rất nhiều. Các mối hàn nhỏ được xử lý rất dễ dàng. Nhưng mà khi thử với một cái mối hàn to trên mạch, mình nhận thấy nhiệt độ mũi hàn không đủ để làm nóng chảy thiếc. Có khả năng là do nguồn không đủ mạnh. Khi mà mình đã đi qua một cái mạch điều chỉnh điện áp để khắc phục, mình kết nối mũi hàn trực tiếp với adapter. Và kết quả là mũi hàn đã hoạt động tốt hơn đáng kể. Việc điều chỉnh này cho thấy là hệ thống cần phải có một cái bộ nguồn cung cấp đủ dòng, đủ công suất để đảm bảo được cái hiệu năng hàn tốt hơn.
Bây giờ mình sẽ show lại toàn bộ short code từ đầu để các bạn nào thích có thể tham khảo và làm theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Theo các bạn thì bộ chạm hàn này của mình cần cải thiện điểm gì thì comment cho mình biết để cải tiến nhé. Đừng quên cho mình một like, một subscribe để thêm động lực ra nhiều video chia sẻ nhiều hơn. Cảm ơn các bạn.